Rồi xem cho lá số nữ sinh ngày 14 tháng 4 năm 1986. À, đây là một người phụ nữ mà có bản mệnh tại có sao Thiên Lương gặp trật thì lại tốt, và nữ sinh ra ở cung Dương nên là âm dương nghịch lý, nên là cuộc đời hay gặp những nghịch cảnh và vất vả. Về ngũ hành thì bản mệnh của cô là lộ trung hỏa, cục là thủy nhị cục, thì hỏa với thủy khắc nhau nên là cục cũng khắc mệnh luôn, nghĩa là cô sinh ra là khắc âm dương khắc ngũ hành nên cuộc đời có nhiều cái chân chuyên vất vả. À, là một người phụ nữ có sao Thiên Lương thì rất là lương thiện, tốt bụng, hay làm những việc công đức và có căn tu nhà Phật. Cung phụ mẫu có sao Thất Sát lại gặp tả phù hữu mật vào trong đấy nên là có thêm bố mẹ, nghĩa là bố mẹ có lấy thêm người khác. Và cung phụ mẫu á, thì có sao Thất Sát tại gặp Kình Dương nên là mẹ, mà là Nhật Nguyệt đồng cung nên là mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa. Về cung phúc đức âm phần ý, thì kiếp trước đây là một người rất là tài năng, vui vẻ và tốt bụng, và kiếp trước là cô này là chết đuối nước nha, chết đi sông. Về cung Điền Trạch có sao Liêm Trinh nên là về hậu vận ấy sẽ giàu có về đất cát, sở hữu được nhiều đất cát, nhưng mà có đại hao gặp hóa kỵ ở đấy nên là cũng sẽ có bị rất là hay bị thị phi về chuyện đất cát và xe cộ, nhưng giàu. Cung Quan Lộc có sao Long Đức Thiên Việt Thiên Giải, gặp thiên cơ cự môn chiếu lên hóa quyền đào hoa nên là cái công việc ấy nó sẽ do cái người chồng mang lại cho, nghĩa là sẽ kết hợp với chồng để làm ăn. Về cung Nô Mộc thì cô này có sao Phá Quân gặp sao Thai ấy, nên là có nghĩa là có số không cưới nhưng mà có con. Về cung Thiên Di có sao Thiên Đồng là một người rất là nhút nhát, không bền chí lắm, nghĩa là hay nản hay sợ và không quyết liệt. Việc này cần phải luyện tập và phải cần nhất tâm quyết liệt lên thì sẽ rất tốt. Cung Tận Ách có sao Vũ Khúc Thiên Phủ gặp địa không thì là người mà sau 5 năm 5 năm 2 tuổi trở ra sẽ ông cái hạn về Tận Ách sức khỏe, có khả năng phải mổ xẻ rồi mổ xẻ, nhưng mà yên tâm vì sao chính tinh rất là sáng nên là không sao hết. Về cung Tài Bạch là có Nhật Nguyệt đóng ở đấy gặp Hồng Loan nên là số được chồng cho tiền, rồi có Nhật Nguyệt đóng đồng cung nên hay bị tranh chấp giành giật vì chuyện tiền bạc. Cung Tử Tức thì có sao Tham Lang cặp cung Dương nên là sinh ra con là có cả trai cả gái và con gái rất là đẹp, và có Hỏa Linh đóng đồng cung cung Tử Tức nên là con hay bị ma vong trêu nên là hay bị ốm đau, đấy là do bị bệnh âm, cái đấy phải giải cái vong bé đỏ đi theo đi thì con trai sau này con của con sau này sẽ tốt, không bị bệnh âm nữa, không bị ốm ra mặt nữa. Cung chồng có sao Thiên Cơ Cự Môn, đây là một người rất là chung thủy với chồng vì thân cư chồng, đây là một người phụ nữ gọi là vượng phu ích tử, chồng là một người rất giỏi bởi vì Thiên Cơ Cự Môn là cái sao rất sáng, thông minh giỏi giang, thanh long nữa thành công, rồi nghệ sĩ nghệ thuật là có lại người có năng lực quyền lực tốt, nhiều ý tưởng rồi. Và cô này sau này không ở chồng nữa thì dễ có khả năng sẽ đi tu, ví dụ như là tu tại gia chẳng hạn, tu tập quy Phật. Cung Huynh Đệ có sao Lý Vượng là đông anh em nhưng mà triệt nên là xa nhau không nhờ được nhau, có sao Tang Bôn Thiên Cốc đóng ở đấy thì sẽ có một người mất sớm. Đó là 12 cung của cô. Anh em nhà con có người mất sớm không? Ừ, có người mất rồi gì? Ba bốn mươi hai tuổi, tức là đây là một người mà phụ nữ mà sau năm 32 tuổi trở ra sẽ rất thành công. Năm nay là 31 rồi, từ sang năm cuộc đời sẽ sang một trang mới và sẽ có gặp một sự kiện tốt rồi sẽ thành công và có khả năng sang năm tới là có con, thêm con. Và nếu vì có song hao nằm cung Điền Trạch nên cũng khả năng buôn bán đất cát tốt vì có nhiều cảm nhận tốt, vì mệnh Thiên Lương là mệnh của những nhà cảm nhận. Có sao bác sĩ Lộc Tồn tại mệnh nên là một người chăm sóc người khác tốt, có sao Thiên Thọ tại mệnh nên là sống rất là dài dài. Ông chồng cũng là một người sống dai bởi vì chồng công chồng rất là sáng, hai vợ chồng đều sống dai, chồng vừa có hoa khoa hoa quyền hoa lộc, là người vừa có quyền vừa có tiền vừa có kiến thức tốt. Và cô này cũng thế, từ năm 32 trở ra cô cũng sẽ tập luyện được bản thân con ấy, từ sang năm 32 trở đi con sẽ tập luyện được học thêm được rất nhiều thứ và con cũng sẽ rất là thành công trong cả quyền lực chức sắc rồi cả kiến thức rồi cả tiền bạc nữa, là con là càng ngày tốt, từ sang năm trở ra rất tốt nhé.
Còn lâu nay á, vì con có sao triệt mệnh gặp với cô thần quả tú nên là bị một vong hồn nam ấy, đi theo nó gõ cứ bịt mắt con làm cho con không sáng lên được. Và hay bị cản trở, rồi hay bị ốm đau, hay bị mỏi vai, hay bị mất năng lượng. Sau khi giải xong thì sẽ hết. Và con bước đầu sang một trang mới từ sang năm trở đi rất là xuất sắc và tuyệt vời. Và càng ngày càng giàu có. 42 tuổi trở ra ấy, thì hay được chồng quan tâm nhiều hơn nữa. Rồi 552 tuổi trở ra thì rất nhiều tiền. 62 tuổi trở ra thì rất hay đi du lịch. 72 tuổi trở ra thì sức khỏe hơi kém và có thể mất vào năm 82 tuổi. Đấy là lá số của con. Thầy đã ghi âm lại rồi và thầy sẽ gửi cho. Đây. Nhưng mà giỏi, sống dai. Nhưng mà xem cái tuổi chồng với tuổi con ấy. Ừ. Con có số xa chồng mà. Nhưng mà chồng rất là nhiều tuổi mà con không biết là tuổi gì nữa, hình như là tuổi tuổi dần. Alo. Thầy nghe đây. Tuổi dần mà dần dần cao luôn ấy, dần gì canh dần hay gì dần. Ừ. Thật ra muốn xem được tuổi anh đấy mất bao nhiêu sức khỏe thế nào thì tốt nhất phải có lá số của anh ấy, còn trên lá số của con nó thể hiện phần con là nhiều hơn thôi. Lá số tử vi là phải chính xác ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Quan hệ của con với chồng tốt mà. Mỗi tội hay xa chồng thôi, vì sao thiên không là cái sao có khoảng cách. Anh ấy năm nay 6-7 tuổi rồi cơ. Canh dần thì 6-7 tuổi. tuổi. dần. Tuổi dần gì đấy ạ? Không 6-7. Nếu mà canh dần thì 6-7. Chắc phải tài năng lắm mới tán được con ấy nhỉ. Thì như thế nào? Chắc anh ấy phải tài năng lắm, trong lá số này anh ấy giỏi lắm thì anh mới tán được con ấy. Là sao hả thầy? Anh phải giỏi mới tán đổ được con. Tại duyên tiền kiếp à? Chắc thế đó. Không biết duyên hay nợ nữa. Chắc nợ thôi, không phải duyên. Ủa vậy là xong rồi hả thầy? Xong rồi thầy nhé. thầy nói về Tuấn Minh, Vũ Tuấn Minh ấy thầy, ghi âm và dùng con với cho ba nó nghe. Vũ Tuấn Minh là một người mà có sao Thái Dương thủy mộc hỏa mộc nên là sẽ có ba đời giàu có. Tuấn Minh giàu có, cha giàu có, Tuấn Minh giàu có và con của Tuấn Minh cũng là người giàu có. Tuấn Minh là một người rất có khả năng ăn nói rất là siêu phàm. Và càng ngày càng việc đấy càng tốt. Hiện bây giờ Tuấn Minh đang bị triệt mệnh, có nghĩa là bị vong theo ấy, cũng bị một âm người âm ấy, có nghiệp kiếp trước đi theo bám lên che mắt thôi. Nếu giải được việc đấy Tuấn Minh là rất giỏi. Cung phúc đức của Tuấn Minh là tiền kiếp của Tuấn Minh rất là tốt, là một người rất là thông minh, cơ mưu và có nhiều kiến thức từ tiền kiếp. Nên là càng ngày càng xuất sắc. Tuấn Minh sẽ không có em gái nữa và Tuấn Minh sau này lấy một người vợ giống hệt như con ấy. Giống hệt mẹ mình. Và con của Tuấn Minh thì nhiều gái hơn trai và rất là giàu. À, Tuấn Minh có một cái cung điển trạch là có tử vi thất sát nên là số giàu có, nhiều xe, nhiều nhà lắm. Thân được cư quan lộc nên có số làm quan. Đấy, và cung quan lộc của Tuấn Minh rất là đẹp, có cả hóa quyền, hóa lộc chiếu vào cung đấy nữa là có tả phù hữu bật nên là số làm quan chức, có chức sắc lớn mà làm nhà nước bởi vì có quốc ấn tướng quân tại mệnh. Quan to đấy. À, Tuấn Minh có cung tận ách là liêm chinh phá quân hãm gặp đại hao địa không ấy, việc này nếu mà muốn thì giải thì di cung quan số cho Tuấn Minh thì Tuấn Minh sau này sẽ có không sao hết. Ừ, cái đấy phải di cung quan số nhá thì để cho cung tận ách cái đường xấu nữa thôi. Cái lo lắng duy nhất của Tuấn Minh là sức khỏe, thế còn tiền bạc và quan lộc sau này rất thành công. Thầy vừa nói cái gì giải cái gì di cung quan số Di gì cung quan số cho Tuấn Minh để cho nó giải cung tận ách của nó đi. Là làm nào thầy? Cái này các thầy hay lập đàn di cung hoán số đó, thì cái chi phí lập một cái đàn di cung hoán số này cho một người thì nó khoảng hơn chục triệu gì đấy, là thay đổi đời số mệnh của bé này, vì nó càng bé thì suy thay đổi càng dễ để cho nó tăng tuổi thọ lên nhá, nó không không không, không xấu nữa, nó không ốm nữa nhá. Và Tuấn Minh phù hợp nhất học với ngành luật,
nên là cha mẹ phải đầu tư cho Tuấn Minh để sau này theo ngành luật và sẽ thành công từ ngành đấy và có chức sắc lớn. Ngành luật ạ? Tuấn Minh là có sao Thái Dương tại mệnh nên là đặc biệt cực kỳ giống cha và cha rất là thương bạn này. Thương hả thầy? Đúng rồi, giống lắm. Nó là ánh xạ của Tuấn Minh của cha đấy. Nên sau này cha mà mất đi thì cũng cứ lúc nào cũng đi theo Tuấn Minh. Vậy là xong chưa? Như vậy là hết rồi à thầy? Hết rồi, thầy định hướng nghề nghiệp cho rồi, cái gì xấu thầy nói cho rồi nhá. Có vận hạn gì đó. Tuấn Minh sẽ có vận hạn về sức khỏe thôi, nếu mà dài càng sớm thì càng hết cái bệnh. Không nó cứ ốm quạt quẹo thế. Chứ không có vận hạn gì lớn ở trong đời. Lớn thì có 5 năm 4 tuổi đấy, năm nó sẽ rơi liêm trinh phá quân, năm nó gặp ra bệnh nặng. 5 năm 4, nhưng mà di cung hoán số thì nó sẽ hết, đúng rồi. Nhá. Còn các năm cơ bản là các năm khác đều tốt hết, có mỗi cái năm đấy là xấu thôi. Sang năm là 11 tuổi thì cẩn thận ăn sẹo vào mặt vào đầu. Sang năm ạ. Nha. Năm 14 tuổi cũng sẽ là một năm hạn dễ có tang, 14 tuổi. 10 năm nữa. Dạ. 14 năm. Tuổi hay là 14 năm nay là 10 rồi, 4 năm nữa thì cẩn thận có tang. 4 năm nữa. Có tang trong nhà luôn ạ. Trong họ hàng. Nhá. Rồi, thầy sẽ gửi file ghi âm này cho. Dạ. Có địa chỉ email không? Không có. Thế thì thầy gửi như nào cho con được nhé? Thầy sẽ gửi cho con một cái... Dạ. Thầy sẽ up lên, thầy gửi cho con một cái đường link xong con vào đấy con xem. Con muốn gửi cho ai thì con đưa cái con đưa địa chỉ email khác được đúng không? Địa chỉ email nào cũng được mà, thầy sẽ gửi vào email đấy luôn. Sao mà người ta lại gửi cho con được á? Ừ. Con mới được dùng điện thoại nên không có biết, không có email luôn. À, rồi. Vậy là xong hết đi em mẹ thầy. Xong hết rồi, có gì thì nói rồi mà, nhá. Thầy tắt rồi đúng không? Thầy chưa tắt. Thầy tắt nhá. Vâng ạ.